Ta hai trái nghe vào xèo lớp mình từ lúc chị tám giúp các trẻ bạn trong video ngày hôm nay với phiên bản với thông báo mới nhất từ nhà phát hành phim Nhà Văn thông qua trang fanpage của nhà phát hành. Các bạn hãy đăng ký theo dõi trang để cập nhật thông tin nhanh nhất các bạn nhé. Vào lúc khoảng 2:30 đến 3:30 chiều ngày mai, chúng ta sẽ có một bản cập nhật với những thông tin cực kỳ hay ho thú vị, bao gồm cả võ sĩ mới luôn. Như vậy đây tiếp tục là một trong những tháng gần đây mà trong một tháng ra mắt tới hai võ sĩ mới trong một tháng các bạn ạ, thay vì lịch thông thường là một võ sĩ trên một tháng. Võ sĩ mới đây này cũng chính là nội dung cập nhật đầu tiên trong phần danh sách cập nhật, đó chính là Kim Thập Tam. Đây là một võ sĩ tư chất 15, có thể nói là phế nhất từ trước tới nay. Nó được ví với Dulon trước đó, nó được ví với Tengu trước đó. Nói chung là làm trong bộ võ sĩ phải gọi là rất rất hiếm người chơi, vì căn bản là nó yếu quá. Đấy. Và các nội dung cập nhật bên sau thực ra không quá quan trọng. Chúng ta sẽ có phiên bản cập nhật Battle Pass của tháng mới, tháng 11, bật đến tầng tứ môn của Versak và cuối cùng và lục môn của Shenhu. Tứ môn của Versak thì mình nghĩ là còn có áp dụng chút ít, chứ còn đâu lục môn của Shenhu thì chắc chẳng ai dùng rồi. Phần cuối cùng đó là mục đó là update thêm về tính năng mỏ thần bí. Bên phiên bản QQ và Đài Loan và thậm chí ở server Nhật Bản thì mình để ý rằng tính năng mỏ thần bí nó đã biến đổi thành một cái dạng gì các bạn ạ. Về cơ bản thì nó đem lại cho chúng ta nhiều tài nguyên hơn đấy, so với cách chơi thông thường. Hiện nay cách chơi thông thường mỗi tuần mình đã có được thêm khoảng ít nhất 1.200 kim cương. Ngon đấy các bạn ạ. Còn phiên bản mới chúng ta sẽ không biết gì nào, mình cùng chờ đón vào bản cập nhật chiều ngày mai các bạn nhé. Kèm theo đó luôn luôn sẽ là một cái event cho bản cập nhật mới. Chúng ta xem đợt này sẽ có gì. Kim dự kiến sẽ ra mắt theo con đường Halloween, lễ Noel hay là lễ năm mới. Chúng ta cùng xem thôi. Đừng có lag nhá. Rồi, không biết cái này mình đã review lần nào chưa, hơi lướt nhanh các bạn nhá, cái phần không quan trọng mình xin phép bỏ qua cho nhanh. Rồi thì cái mới các bạn, mới rồi. Thế lần trước này mình review cái gì phần gì nó diễn ra rồi chắc là diễn ra rồi đấy các bạn ạ. Ngày 22 hôm nay là chúng ta là ngày bao nhiêu, hôm nay là ngày 19 20 tháng 10 các bạn nhá. Quên mất, nhân tiện thì chúc tất cả các chị em phụ nữ, các bà, các mẹ, nói chung là những người không thuộc giới tính nam mà một ngày ấy kỷ niệm thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Chúng ta sẽ khởi đầu event này với sự kiện quan trọng nhất, đáng nhớ nhất, đó là ngày 22 với event Hồ Đực Long kèm theo event Tiêu Viêm Cương ở bên dưới này các bạn ạ. Thời gian diễn ra cho event trong vòng 3 ngày, bắt đầu từ ngày 22 trùng với event Tiêu Viêm Cương luôn. Ngoài ra thì cũng có một cái event nạp cho 3 ngày liên tiếp và có reset các bạn ạ. Event nạp tốt nào, mốc nào ăn mốc đấy. Thông thường thì các event nạp này thì sẽ cho người chơi có được sự lựa chọn, đó là hồn được sói hoặc là hồn được cừu. Đây là nhào nhỉ. Ngon phết rồi các bạn nhá. Spend for rewards là event Tiêu Viêm Cương. Ở bên dưới này thì chúng ta mình xem có thêm cái event gì càng quan trọng thì mình nhắc, còn nữa còn nó không quan trọng thì thôi. Cái event liên quan đến phím nó không còn quan trọng nữa rồi nên mình đang bỏ qua một cách không hiểu ý tiếc. Ngày 24 chúng ta có event cào vàng, mát cào vàng bóc cho cào kim cương. Ngày 24 thì cũng là event săn bản sao của Anaheim. Rồi lướt đi, cái event này quan trọng. Rồi ngày 25 một ngày duy nhất bán gói Limited Gift Pack. Và Limited Gift Pack gần đây nó là Hotaru kèm theo Sekiremon. Lần này mình nghĩ đoán chắc cũng thế. Mình đoán ý thôi nhá, ở đâu chờ ra thì biết. Vì thật ra cái event này cũng không có quá nhiều người trông đợi, không có nhiều người trông đợi chừng nói nhỉ. Quá nhiều người. Các bạn nào đang chơi bời ngoài hội quán thì hãy tập quy tụ lại về từ bây giờ đi cũng được. Ngày 25, bắt đầu từ ngày 25 trong vòng 3 ngày liên tiếp sẽ diễn ra event vui cùng hội quán. Một phần thưởng rất lớn dành cho những người chơi ở trong những hội quán mạnh, hoàn thành đủ các nhiệm vụ. Even Winner Fortune, mình sẽ viết thư cho nhà phát hành đề xuất bỏ event này đi. Đấy, ai em chơi mà còn cứ ra mắt làm gì cho nó nặng dữ liệu ra. Nesco Raw Gift là event để các bạn có thêm nguyên liệu lân lõi kỹ thuật Nes. Có điều thì mình xem cái event Tiêu Viêm Cương theo kèm không, nếu không thì nó cũng bình thường thôi. Nesco là một event kiểu như event Tiêu Viêm Cương nhưng không quá ngon đâu các bạn nhé, đừng có ham hố. Bắt đầu từ ngày 25, như vậy ngày 25 có khá nhiều event đúng không các bạn? Đó cũng là thời điểm mà kết thúc event Hồ Đực Lam rồi đấy, nên chắc là không có event Tiêu Viêm Cương đâu.
Mình ngó bên dưới này không có cái phần tiêu cơ. Ngày 27 là săn bản sao của Magaki. À, có phần hay rồi các bạn ạ. Ngày 28 có event đó là Halloween Flash Sale, diễn ra bắt đầu từ ngày 28 kết thúc tới tận ngày mùng 1 mới bắt đầu kết thúc cơ các bạn ạ. Như vậy event này sẽ là diễn ra khá dài đây. Chúng ta sẽ có các vật phẩm mình tin rằng là giá rẻ. Đấy, giá rẻ hơn so với bình thường. Flash Sale mà các bạn, hơi siêu rẻ luôn đấy. Đồng thời điểm với diễn ra event đó sẽ là event Halloween Extreme Store. Mình xem nào. Ở đây người ta bảo là các mảnh võ sĩ có thể đổi được giới hạn trong thời điểm diễn ra event này. Về cơ bản thì mình không biết là dùng vật phẩm đổi hay là kim cương đổi. Chứ thông thường nếu dùng kim cương đổi thì nó cũng không khác gì mua cả. Đấy, các bạn nào cần cái gì thì đổi cái đấy thôi. Thôi cũng là một cái để cho chúng ta lựa chọn. Ở bên dưới này thì chúng ta có event Halloween Candy Task. Đây là nhiệm vụ của các bạn này, hoàn thành nhiệm vụ để nhận được các phần thưởng. Mình nghĩ rằng sẽ nhận được những chiếc kẹo và dùng kẹo đấy để đổi được cái cho đổi cho cái event Exchange Store trên. Nghĩa là sẽ có một cái shop là dùng kim cương và một shop là dùng vật phẩm để đổi. Vật phẩm này thì sẽ kiếm được thông qua việc làm nhiệm vụ. Đại loại như vậy các bạn nhá. Đấy, chúng ta cùng trông chờ vào ngày 28. Lần trước thì mình đã có nhắn với các bạn là hãy tích lũy kim cương để chờ cho đợt event cuối năm. Và đây chính là bắt đầu cho đợt event cuối năm đấy các bạn này, event Halloween. Còn chưa biết có event 7 ngày hay không các bạn nhá. Rồi, ngày 28 cũng là khởi đầu của thêm một event lớn nữa. Đấy, chính là event nhiệm vụ liên quan đến Kim Thập Tam. Hoàn thành các nhiệm vụ và nhận các phần thưởng lớn liên quan đến Kim Thập Tam. Đợi thì hôm đấy thì chúng ta sẽ biết nó là cái gì. Tiếp tục ngày 28 chúng ta có thêm một gói Halloween Gift Pack. Mình chưa rõ biết là cái này nó là cái gì đâu, nhưng mà về cơ bản là sẽ hoàn thành nhiệm vụ để nhận một số vật phẩm. Chỉ biết từng chung thôi. Nói chung là các bạn hiểu là tạm thời là đến event Halloween là nó sẽ có 4 đến 5 event gì đó, 2 đến 3 cái shop gì đó để cho các bạn đổi nhá. Văn tắt là như thế. Đây là lại item exchange này. Đấy, trong thời gian trên event bắt đầu từ ngày 28 kết thúc ngày 1. Đấy, mảnh hồn vũ khí cũng sẽ được đổi luôn. Ở trên là mảnh võ sĩ, còn đây là mảnh hồn vũ khí, hiểu rồi, ok. Đại loại như vậy. Single top up for resources. Tiếp tục là lạp đơn mốc. Lạp mốc nào ăn mốc đấy, không tích lũy. Rồi chúng ta lướt đi. Như vậy là văn tắt là có event Halloween nhờ trong kim, đúng không? X2 màn chính ra ngày 30. Ngon lành cành đào. Rồi còn bên dưới này có vẻ không quan trọng lắm. X2 thể lực cho 5 lần mùa đầu tiên, bắt đầu từ ngày 1 và kết thúc ngày mùng 3, nghĩa là trong 2 ngày liên tiếp, hợp lý. Esdon Merchant. Đây chính là hồn viện trợ võ sĩ. Đợt hồn viện trợ võ sĩ này vẫn bao gồm Rapetto và Elizabeth. Dự kiến có thể mình sẽ chơi event này các bạn nhá. Ngó bên dưới xem có event tiêu cương không đã. Đấy, chứ đây sẽ là một event theo mình đánh giá là khá ngon. Các bạn chỉ cần tiêu tốn khoảng 18 ca kim cương sẽ có một con viện trợ từ trước mày làm full đằng đỏ luôn. Và các bạn biết viện trợ trước 15 thì mạnh hơn rất nhiều so với các viện trợ từ chất 13, từ chất 14. Nên là mà rẻ đúng không? Các viện trợ từ chất 14 chơi một con võ sĩ full lục bôn, đồ đấy các thứ full lục bôn thôi, các bạn đã tiêu tốn tầm khoảng độ bao nhiêu? Hai vũ khí là 40 ca kim cương, không tính mảnh vãn năng nhá, có ít nhất phải tầm 60 ca kim cương các bạn ạ. Thế ở đây có 18 ca, rẻ hơn gấp 3 lần, hơn 3 lần, tội gì đúng không? Pack exchange này, cái này đổi mảnh viện trợ từ chơi 14 thôi, bỏ qua đi. Hot rune thì ai thèm xem nữa. Rồi thì ngó xem bên dưới này còn cái gì không? Không có vật tiêu cương đâu các bạn ạ. Mở chiến thần nhận thêm thưởng bắt đầu ngày mùng 3, sẽ cho trong 2 ngày liên tiếp. 10 lần mở đầu tiên thì sẽ được giảm giá 50%. Đấy, mỗi ngày các bạn nhá, chỉ còn đâu đến lần 10 là cái vé tiếp theo là nó tính bình thường đấy. Nói chung là các bạn đừng có ham mà chơi. Rồi, như vậy đợt event lần này không có quá nhiều điểm nhấn ngoại trừ chuỗi event Halloween. Mình thấy đó là điểm nhấn lớn nhất. À quên hai cái nhỉ. Vừa là chuỗi Halloween, vừa là event hồn được lăng. Đấy, đại loại là chúng ta sẽ có thời gian rảnh rang trong khoảng hơn 2 ngày đấy thôi. Và sau đó là sẽ bắt đầu chơi event đều luôn đấy các bạn. Đấy, nói là chơi nhưng thật ra là phải tích lũy kim cương từ lúc trước đó. Chứ bây giờ mới tích kim cương để chơi thì cũng không kịp. Mà chơi thì chơi cái gì, dùng kim cương để chơi thì còn gì, chứ làm nhiệm vụ thì cũng dễ ẹc mà các bạn. Đấy, chơi trò này nó phải toan tính từ trước, đúng không? Thôi, tạm thời thế đó các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các buổi livestream và những video tiếp theo. Bye bye.